Thưa quý vị và các bạn, có một lá thư của một người lính hải quân đã gửi về cho chương trình mà Mạnh Cường muốn chia sẻ liền với quý vị các bạn ngay sau đây. Nội dung của lá thư như sau. Đó là: chào hai anh chị MC, chào các bạn khán giả. Năm nay là lần đầu tiên em đón Tết trên đảo, em hạnh phúc vì điều đó. Những cơn gió lạnh của biển đảo càng làm cho em nhớ đất liền. Nhưng khoảng cách địa lý sẽ không là gì khi tình yêu của em vẫn luôn dành trọn cho cô ấy. Mùa xuân đến càng làm cho em nhớ về cô ấy nhiều hơn. Nhân đây, em nhờ các anh chị chuyển giúp em món quà là một bài hát gửi đến bạn gái với lời nhắn như sau. Em đừng buồn vì xa anh nhé. Dù không có em bên cạnh, nhưng anh vẫn lắng nghe được nhịp đập của con tim và anh tin rằng tình yêu sẽ sớm đưa chúng ta về với nhau, mèo con ạ. Vâng, rất là lãng mạn và thực sự là chân thành đúng không ạ? Đúng rồi, và qua tâm sự của bạn này thì anh Thơ thấy là không có khoảng cách địa lý nào có thể ngăn cản tình yêu đúng không anh? Vâng ạ, và chúng ta hãy cùng cầu chúc cho tình yêu của người lính hải quân cùng với cô bạn gái mèo con của anh sẽ ngày càng tốt đẹp hơn quý vị nhé. Và bây giờ chúng tôi xin được thay mặt bạn nam này gửi đến bạn mèo con một ca khúc. Đó chính là ca khúc Bật Dậy, một sáng tác của nhà sĩ Hà Thái Hoàng. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Tôi lại ngắt mình tôi mơ từng cơn thầm bột tìm nhoi, soi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài, gục ngã sau những năm tháng đen tối, sâu tận trong lòng những dàn roi, con người ôi toàn tình dằm đạp vào nhau. Bất sai đi em đừng còn sai, bất sai đi em để tồn tại, bất sai đi em để thật chỉ lắm mất không ý tin chờ chi vào ai, bất sai đi em ngày nắng lên, bất sai đi em để tồn tại, sau ngày mai sẽ đến bất sai bất sai. Vươn tay ngày mai, vươn tay để xua tan niềm đau, vươn tay để quên đi mọi điều đó là, vươn tay trước mình đời dèm pha, vươn tay giữa dòng đời phù du, vươn tay đón nhận một cuộc đời tốt hơn. Không bao giờ bằng là một ngày khác, không bao giờ bằng bước sống một hiện thực, bởi lẽ trong cuộc sống này không ai như ý muốn, và nếu có thể thì hãy mở lối cho cuộc đời mình, hãy vượt qua tất cả dù có vấp ngã, đường đời xa ngã, hãy nhìn đâu là đúng và đâu là sai vì người giữa đêm tôi lại ngắt mình tôi mơ từng cơn thầm vô tìm nhoi, soi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài, cùng nghe sau những năm tháng đen tối, sâu tận trong lòng những dàn roi, con người ôi toàn tình dằm đạp vào nhau. Bước dậy để vươn tay ngày mai, bước dậy để xua tan niềm đau, bước dậy để quên đi mọi điều lo lắng, bước dậy trước mình đời dèm pha, bước dậy giữa dòng đời phù du, bước dậy đón nhận một cuộc đời. Mình tôi mưa từng cơn thầm một tìm nhoi, tôi vào gương chỉ thấy thân xác mệt nhoài, gục ngã sau những năm tháng đen tối, sâu tận trong lòng những dàn roi, con người ôi toàn tình gầm đạp bao nhau, bờ dây để vươn tay.
tan niềm đau và dành để quên đi mọi điều lo lắng. Bật dậy trước mình đời dèm pha, bật dậy giữa dòng đời phù du, bật dậy đón nhận một cuộc đời bất ngờ.